mà cho anh có một một khung giờ như vậy anh nói không có đủ <laughs> ừ, cái cái này à, anh dạy ở bên trường anh về à, sáng tạo về ý tưởng đó, thì phải dạy cho các bạn như khi cả cả mùa cả mùa cả mười mấy mũi thì các bạn mới nắm được thì các bạn đã bước chân vào cái thế giới của creative tiếp à, các bạn muốn làm tốt cái vai trò của marketing đó, thì các bạn phải cần làm tốt cái vai trò của communication À, tức là làm tốt marketing rồi, là về plan, về thị trường, về phân khúc rồi thì mình phải làm tốt cái vai trò của truyền thông. À, mà truyền thông mà làm tốt quá thì phải có ý tưởng à, à, ý tưởng nó nó sẽ nó sẽ được à được à, à diễn, được diễn xuống tất cả các vai à, thì có TVC nè, rồi có event, có activation, có YouTube clip, có MV ca nhạc, có nhiều lắm. Thì cái vai á nó là một phần trong đó thôi. À, chứ các bạn hiểu, anh nói như vậy để các bạn hiểu một cái bức tranh toàn cảnh ha, bức tranh toàn cảnh thì Cái viral là một cái phương tiện, trong rất nhiều phương tiện để chúng ta à, tiếp cận à, đối tượng Tiếp cận consumer, tiếp cận cái tệp mà mình muốn đánh về mặt marketing đó Thì à, hôm nay trong cái khuôn khổ chương trình đó, anh sẽ sẽ chắc lọc lại để đưa vào cho các bạn đủ cái à, cái thời lượng ha còn thật ra cái này các bạn có thể chúc là anh sẽ cho bạn một số cái kênh của anh bưởi các bạn có thể nghe thêm à, để biết thêm về mặt chuyên môn à, bởi vì nói tới câu chuyện sáng tạo là một câu chuyện nó rất nhiều đòi hỏi nó thực sự mọi người hay nói là à, sáng tạo là bay bổng là à, ở trên trời hay là à, sáng tạo là không có không, không có à, bị gò bó thật sự ra không phải sáng, càng sáng tạo hay á, thì mình càng phải bị mình càng phải xuống đất. Mình mình càng sáng tạo hay là mình cần phải trả lời được cái 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 yêu cầu của brand, của thương hiệu, của marketing, của chiến lược. Mình không có bay, mình bay, mình bay ở đây là bay về mặt uh, idea, yes. Nhưng mà cái idea của bạn càng bay ấy, thì bạn, bạn muốn bay cái nào thì bay. Nhưng nó phải trả lời được là liệu người tiêu dùng có thích không? Rồi nó có trả lời được cái yêu cầu của thương hiệu không? Uh, cái người mà trả tiền cho chúng ta để là tất cả những cái ý tưởng uh, để thực hiện đó. Cho nên á khi các bạn à, muốn làm sáng tạo hay á các bạn phải có kỹ thuật, có cái những cái công cụ và cái phương tiện để chúng ta làm idea. Thì hôm, buổi hôm nay anh Bưởi sẽ mang tới cho các bạn là những cái phương tiện đó. À, tuy nó ngắn gọn trong cái khuôn khổ chúng ta có à, được ban tổ chức cho phép. Nhưng hy vọng rằng các bạn cũng có một chút xíu à, những cái kiến thức để anh khi anh Bưởi à, chia sẻ à, về cái cách làm à, viral video nha. Rồi, anh thì anh tốt nghiệp trường kiến trúc năm 2000. Anh chuyên về thiết kế đồ họa, sau đó anh đi làm designer thôi. Rồi khi anh càng làm anh càng đam mê về ngành uh, truyền thông, tức là uh, thiết kế trong truyền thông. Tức là khi mà chúng ta làm một cái layout, làm một cái hình ảnh gì đó thì mình mình sẽ biết rằng là làm đẹp là một chuyện nha, nhưng mà làm đúng cái yêu cầu của khách hàng là một chuyện và làm sao để cái hình ảnh của mình, cái layout đó, cái thiết kế đó ra ngoài uh, những cái những cái phương tiện để truyền thông và nó sẽ bắt mắt với lại consumer sau này khi chúng ta biết là uh, càng ngày càng có digital nè mình có mình có tất cả những cái công cụ khác nhau thì cái thiết kế đó nó không còn là thiết kế đơn thuần nữa mà nó phải là thiết kế cho digital marketing như hồi nãy em có nói đó chúng ta đang trong một, một cái thế giới đó gọi là digital content marketing thì chúng ta ngoài cái chuyện mà làm video ra thì mình còn phải làm câu chuyện mình phải làm cái ý tưởng để nó sẽ được bọc bọc lót tất cả trên các tất cả các phương tiện truyền thông à, à, mình sẽ có YouTube nè nếu các bạn nào mà theo dõi anh bưởi trên mạng á à, anh bưởi rất là training nhiều cho các bạn về Digital tàu AMC ha đi tàu AMC là một cách một cái phạm trù lớn thì tất cả chúng ta bây giờ là sống trong một cái thế giới của đi tàu đi AMC nhưng bởi vì chúng ta bây giờ có quá nhiều đi tàu À, chúng ta chạy rất là nhiều cái kênh khác nhau, chúng ta chạy từ youtube qua facebook qua instagram và tiktok rồi xuống bài seo chúng ta chạy trên những cái publisher media mà chạy từ mình chạy từ offline xuống online bắt buộc mình phải có content đó không có content là mình bị gãy tức là người dùng làm sao đó để mình tiếp cận họ trên tất cả nền tảng đa kênh mà chúng ta không có một cái cho một cái mạnh một cái gọi là cái kho à, nó trong từ như nó gọi là cái kho asset tức là có một cái nội dung chủ đạo đó từ cái nội dung đó nó gọi là hay một, một một từ khóa thứ hai nó gọi là nó gọi là umbrella tức là một cái dù một cái dù hay là một cái gọi là content house là một cái ngôi nhà nội dung đó thì chúng ta phải có content thì từ cái uh, content đó mình sẽ triển khai xuống toàn bộ mặt trận để tiếp cận với nó gọi là consumer journey tức là hành trình trải nghiệm người tiêu dùng và cái viral là một phần trong đó nhé yeah. rồi thì từ đó anh bưởi mới đi qua mỹ học về thạc sĩ về truyền thông thì anh bưởi học bốn năm rưỡi sau đó anh bị tốt nghiệp về việt nam thì được các công ty chào đón để làm cd tức là làm clip làm về ở tiếp sau đó anh bưởi lead luôn clip luôn về phần chiến lược và bây giờ anh bưởi ra mở trường dạy về quảng cáo và cũng như nhận, nhận dạy nội bộ cho các công ty khi họ có nhu cầu về quảng cáo và truyền thông À, hôm nay mình sẽ theo yêu cầu của các bạn á, thì mình sẽ có từng phần cho các bạn ha đầu tiên là mình sẽ nói về à, giới thiệu về viral video à, viral video là gì nè các thành phần của viral video nè à, lợi ích của việc viral video trong thời đại số sự khác nhau giữa viral video và à, và tvc quảng cáo ha rồi nhưng mà mình qua đó mình sẽ mở cho các bạn rất nhiều những thú vị khi các bạn dấn thân vào trong cái à, sự sáng tạo của viral video nha Đầu tiên á, thì anh xin đi vào cho các bạn hiểu uh, viral video là cái gì ha. Cái chữ viral đó nó không có xa lạ đâu, nó là một cái từ đi ra từ chữ virus các bạn là uh, cái con vi khuẩn á, nó, cái con virus á, nó lan truyền, nó, nó bay, nó bay, nó lan truyền rất là rộng, nó phát tán. Uh, mình dùng chữ dùng là uh, phát tán ha. Thì uh, viral video á, là những cái clip ngắn nè, uh, những cái clip ngắn, uh, uh, nó bây giờ chúng ta hay có cái phạm trù là à, làm 6 giây. À gọi là buffer S đó mọi người. À 6 giây hoặc là 10 giây hoặc là 15 giây, hoặc là 30 giây, hoặc là 45 giây, hoặc là 1 phút hoặc là 2 phút. À hoặc thậm chí là một cái phim ngắn à có thể kéo dài 7 phút. Nếu đó câu chuyện đủ hay. À vì sao chúng ta có nhiều cái định dạng vậy? Vì sao chúng ta có nhiều cái khung thời gian khác nhau? Tại sao có cái clip 6 giây rồi có clip 10 giây, có clip 15 giây, à có clip 45 giây thì chúng ta cần phải nhìn rõ lại một cái chút xíu, chúng ta chúng ta lùi lại nha, mình lùi lại một chút xíu để hiểu và hiểu hiểu rõ cái lý do đó để khi chúng ta sáng tạo kịch bản á mình sáng tạo cái idea đó để làm sao đó 6 giây nó vẫn chuyên chở được. Mình đếm nè, 1 2 3 4 5 6 giây. 6 giây á thì nguyên tắc á 1 giây là có 4 từ thôi. Ví dụ như là anh yêu em lắm là bốn là bốn bốn từ là một giây rồi đó. Thì 6 giây là mình sẽ có 24 từ thôi ha thì nhưng mà vì sao là 6 giây mà vì sao là là 10 giây mà vì sao là 15 giây có nghĩa là trong khi chúng ta là một cái kịch bản một ý tưởng đưa ra kịch bản thì tùy theo cái hành trình nó gọi là hành trình của người dùng tức là consumer journey ha thì lúc lúc đó đó là người ta sẽ bắt buộc là là cái gì người ta sẽ tùy theo cái lộ trình đó ví dụ trên Facebook á thì người ta sẽ không có coi coi lâu. Cái đặc thù của người dùng trên Facebook người ta không có coi lâu. Người ta có 6 giây là người ta out rồi. Đó, thì đủ 6 giây người ta out đó là mình bắt buộc mình sẽ truyền tải đủ cái thông điệp đó trong 6 giây. Mình không có thời gian dài hơn. ha. Rồi, ở mặt trận khác, ở những cái chỗ như ví dụ như là trên uh, TVC, chúng ta không có tiền hay để mua một cái khung thời gian là 15 giây ở trên ở trên nhà ở trên nhà đài bắt buộc phải là 15 giây rồi còn ở trên những cái kênh khác như là youtube thì cái tiền media nó rẻ hơn nó không có bắt như là trên những cái kênh như là uh, vtv hay là uh, htv thì bắt buộc là nó sẽ rẻ hơn thì mình có có thời gian mình làm nhiều hơn vì mình không có tốn quá nhiều tiền media đó thì cái viral media là gì là nãy anh nói sơ ha mình có thể làm định dạng 6 giây được 15 giây được, 30 giây được, 45 giây được, 1 phút được, thậm chí 5 phút cũng được luôn. Nếu bạn có cách giữ chân người dùng để cho họ xem hết, để cho họ để cho họ, để cho họ bị cứu hút. Đó là và rồi video là gì? Là những cái clip mà những cái phim, những cái clip ngắn, những cái phim ngắn và có rất nhiều cái khung thời lượng khác nhau. Tùy theo, tùy theo lúc đó chúng ta nhận một cái clip của khách hàng yêu cầu hoặc là cái bộ phận làm dự án họ yêu cầu là mình có bao nhiêu tiền để chạy media thì mình sẽ làm chỗ này là một phút cho YouTube nè chỗ này 16 giây trên trên Facebook nè đó bởi vì dù là bạn làm vai rồi bạn muốn nó vai rồi đúng không bạn muốn nó vai rồi nhưng bạn phải có tiền bạn đẩy đó bạn đẩy nó ở, ở bước một bạn đẩy nó bạn phải bỏ tiền ra để bạn đẩy nó lên trên 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 tất cả các nền tảng là nó gọi là platform đó YouTube là một platform Facebook là một platform ha rồi uh, uh, tiktok là một platform thì muốn cho người ta biết bạn phải tốn tiền ở bước một tức là đẩy là, là bạn phải trả tiền cái quảng cáo đó một uh, ở một cái bước một đó thì cho nên chúng ta phải tốn tiền media sata, viral có nghĩa là sau đó mình không có tốn tiền mua kênh nữa mua media nữa nhưng vì nó quá hay người ta đã được một một lượt xe thì một người xe như vậy đó họ tùy theo cái số lượng bạn của họ họ có 3.000 friend trên Facebook họ có 5.000 friend trên uh, tiktok thì nó sẽ được lan truyền ra các số nhân nó lan truyền ra thì nhờ cái hay đó người ta sẽ được lan được lan truyền tự động nó viral ra nó, nó, như cái con virus đó, nó bay, nó bay nó bay nó bay nó phát tán nhưng để nó phát tán bạn bạn phải cấy bệnh cho nó đã cấy nó vô trong một cái cá thể đó cấy nó vô đó trước đã để nó để, để nó lây lan ra bạn hiểu được cái chất cái đặc thù của viral nha rồi sang cái thứ hai là cái gì sang cái thứ hai là à mình sẽ hỏi là để các thành phần của viral là cái gì đó thì lúc này á mình sẽ thấy là à chúng ta hiểu coi vậy thì các thành phần là cái gì nha rồi bây giờ mình à, đi vào tiếp cái bước thứ hai à khi chúng ta hiểu một cái quy trình để cơ cấu được cái thành phần trong một cái viral á thì anh theo kinh nghiệm của anh nha. Mình sẽ có bốn cái cực kỳ cực kỳ quan trọng. Đó, một á là nội dung. Mình phải có ý tưởng, mình phải có câu chuyện. Cái đó nó nó sẽ được ra cách cách mà làm kịch bản, nó gọi là script. Kịch bản nó gọi là script ha. Rồi, thì quan trọng nhất của chúng ta, chúng ta đã trong một cái à, gọi là sáng tạo cái khó nhất đó là câu chuyện cái câu chuyện là cái nội dung là mình muốn nói cái gì tổng quan mình muốn nói cái này là cái gì à làm sao đó mình phải có một ý tưởng lớn đó và câu chuyện mình kể cái gì và cái đó mình phải biết được rằng là chúng ta trong thời đại như hồi nãy bạn dùng cái thuật ngữ là digital creativity á là mình phải hiểu được rằng là mình phải tối đa hóa nó gọi là utilize content tức là làm sao đó để một cái nội dung đó mà mình có thể cắt xuống còn 6 giây thôi cắt xuống còn 15 giây được là 30 giây được một phút được hai phút cũng ok luôn đó cái đó là sự tài năng tài hoa của cái người làm nội dung và chúng ta phải cắt nội dung đó xuống thành nhiều cái định dạng khác nhau nhiều cái cột mốc thời gian khác nhau để dùng trên nhiều nền tảng khác nhau đó đó là mình hiểu như vậy ha thì đó để mình chúng ta khi mà chúng ta làm một câu chuyện đó mà nó nó không cắt được nó không cắt xuống 6 giây được không có cách nào cắt được hết hoặc là nó không có cắt được 15 giây nó phải kể dài 3 phút thì đó là thua rồi đó thua rồi đó thua cái đó là thua là vô phương cứu chữa bởi vì cái đó cái nó gọi là bạn không có hiểu về digital bạn không hiểu về cái 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 cái, cái sức mạnh cũng như là cái uh, là gọi là tactic những cái, cái, cái tích trong của digital Ha, đó là cái đầu tiên cái thứ hai là cách kể chuyện cách kể chuyện nó không phải là hai người hẹn nhau ra bờ, ra bờ hồ rồi tỉ tê với nhau nắm tay nhau kể câu chị cái tiếng hồ rồi chàng nói Này không nghe hay là chàng nói Này nhìn lên vì sao không phải vậy chúng ta đã nói tới hàng triệu người trong một cái nền tảng facebook mình đã nói tới hàng triệu người đang to chức màn hình của youtube mình nói hàng triệu người nghe trên tiktok cách cách, mình kể chuyện nó có nhận nhắc chưa nó có lôi cuốn chưa đó, nó có bất ngờ không nó có ngạc nhiên không nó có lập tiết không đó thì nếu các bạn nào mà chịu khó nghe những cái clip anh bưởi có chia sẻ thêm ở trên kênh của anh bưởi đó hoàn ta không tốn tiền nha hoàn toàn là free là cách xây dựng kịch bản để hiểu được là chỗ nào mình phải cột gút để gieo như nào gieo vô người tiêu dùng một cái một cái câu chuyện để cho họ tò mò với chúng ta chỗ nào sẽ mở gút chỗ nào mình sẽ dìu họ đi chỗ nào lên cao chào chỗ nào mà thả dốc chỗ nào là mình sẽ thắng cái bụp lại cho họ chứng hưởng sau đó mình mở cái bài ra đó cái đó là gọi là nghệ thuật đấy bạn nào mà bạn nào mà đam mê về kịch bản đam mê về gọi là đa, đam mê về uh, sáng tạo hay là viết kịch bản thì đi những cái clip đó quên bưởi hoặc là có đi học về các bạn đó đó là gì cách kể chuyện cách kể một câu chuyện của nó có duyên nó có duyên nó có đầy đủ những những cái yếu tố kịch tính drama hấp dẫn lôi cuốn bất ngờ ngạc nhiên cười tươi cười dí dỏm hài hước khóc rừng rứt rớt nước mắt thì nó mới, nó mới viral được người ta biết con người ta mới viral được đó và có cái nữa nếu bạn có tiền nếu bạn có tiền thì bạn làm keo eo bạn phải cài vô một một keo đó nếu bạn có tiền đó và cái thứ tư sự liên quan cái gì liên quan ở đây à kịch bản đó câu chuyện đó nội dung đó mình đang kể cho một cái người dùng đó mình đang mình đang nhắm là à, câu đây là câu chuyện tôi sẽ kể cho anh chị nghe đó tôi kể cho tôi kể cho uh, uh, nghe tôi kể cho bà bầu nghe tôi kể cho đối tượng tôi là những thanh niên chưa vợ nghe hay tôi kể cho các ông già bà lão nghe thì người bạn phải hình dung là liệu cái người đó cái người mà bạn muốn kể chuyện đó cái người thụ hưởng thông được đó cái người mà ngồi nghe cái phim bạn kể đó họ có thấy liên quan không đó là đối tượng một nó gọi là primary à, là đối tượng một là đối tượng mà chúng ta muốn nhắm tới ha thì họ có thể liên quan không cái thứ hai là gì secondary tức là những cái người không có phải là đối tượng chính chúng ta kể nhưng chồng của họ con của họ mẹ của họ ông bà của họ có thể liên quan hay không đó chúng ta sẽ được một cái tệp thứ hai ủng hộ cái phim này là mà sẽ có hai tệp một là những cái người kỳ nó gọi là primary target. Những cái người mà không không có liên quan trực tiếp nhưng mà liên quan gián tiếp là chồng của họ, cha của họ, vợ của họ đó là secondary target. Đó, thì đây là bốn cái nội dung mà khi anh làm anh sẽ bắt buộc là mình sẽ hiểu để chúng ta dàn dựng kịch bản, lên ý tưởng rồi chúng ta kể chuyện, viết viết những cái uh, những những cái cú twist như thế nào, bất ngờ làm sao. Rồi có tiền thì đi với kèo, với là kèo eo Sau đó ngồi kiểm tra lại liệu chúng ta là cái người dùng của cái tập đó thì mình thấy nó có liên quan hay không. Còn nếu mình muốn chắc ăn á, mình muốn chắc ăn là ok câu chuyện này, idea này sẽ được người ta đón nhận nồng nhiệt, không sao hết. Mình sẽ cầm cái bo, cầm cái câu chuyện đó, cầm kịch bản đó, <laughs> cầm cái nội dung đó đi kiểm tra, nó gọi là test, đi test á. Thành mình sẽ mời đúng những từ 10 người thôi hai nếu có tiền thì mời hai chục người ba chục người một trăm người còn khó nhất phải có 10 người để mình mời họ tới mình mời họ uống nước gì đó uống trà sữa gì đó để mình mình kể câu chuyện cho họ nghe để mình coi cái sự là mình đo lường cái sự là uh, respond của họ cái sự phản ứng của họ về cái câu chuyện mình kể như thế nào đôi khi là mình sẽ được họ input mà họ sẽ được họ góp ý họ sẽ bắt đầu họ có thêm những cái advice cho chúng ta đó là cách mà anh vừa hay làm để để cho chúng ta ra coi là để là cái câu chuyện đó cái ID đó mình chủ quan á mình nghĩ là ok hay lắm rồi tôi làm hay lắm nhưng chúng ta đừng đứng trên công độ của chúng ta chúng ta chủ quan chúng ta đâu có biết là cái người thụ hưởng là cái người nghe cái câu chuyện đó họ có thích hay là không thì muốn chắc ăn là phải đi test bởi vì sao mình cần phải test bởi vì sau đó là bạn sẽ đổ hàng tỷ hàng vài trăm triệu để một bạn quay phim và thời gian là công sức vì sao đó bạn đổ thêm tiền chạy media cho nó Mà nó rớt Mà nó fail Nó không có được xe Nó không có được viral Là cả một cái một cả một cái phim đó Là nó fail Cái sự fail của cái phim đó Nó còn lớn hơn nữa là gì Nó fail cả một cái chiến dịch Nó fail cả một cái, một cái quảng cáo luôn Nó fail tất cả mọi thứ luôn Ngành nhãn hàng cũng fail luôn đó, là còn khủng khiếp hơn nữa ha lúc đó là hàng hóa đã ra kệ rồi hàng hóa đã lên truyền thông rồi bán không được ví dụ vậy là chúng ta không có đạt được cái KPI cho cái viral clip nó sẽ là domino effect tất cả những cái sale rớt về sau ha à, cái kế tiếp là mình phải biết là sự lợi ích của viral video trong trong lúc mà công nghệ số trong thời đại mà chúng ta làm content uh, đi từ bán tin đúng không thì nó là cái gì đó thì cái mà các bạn thấy á, là nó quan trọng ở ở cái chỗ là thứ nhất anh bự cho bạn năm cái từ khóa rất là quan trọng của việc khi chúng ta làm tốt cái bài video ha đầu tiên là earn media earn media là gì tức là chúng ta được cộng đồng xe được 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 uh, những ví dụ cái bài đó nó hay quá một số một số cái trang báo chia sẻ là quá tốt nè chia, chia sẻ tự nguyện nha không có phải là tốn tiền mu, 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 mua 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 media nha hoặc là một số cái nhóm cái group community lấy về xe ví dụ như là group một group có 30.000 member hay 100.000 member là mà được họ xe là mình phải được bao nhiêu người sẽ coi cái phim đó của mình cộng đồng xe tức là các bạn cá nhân xe bình luận like comment xe thì tất cả đó là chúng ta không tốn một xu một đồng tiền media mà được xe miễn phí nó gọi là earn media cái thứ hai, các chúng ta càng earn media nhiều chừng nào ha, thì mình sẽ mình sẽ là à, được nhiều chừng đó, audience, right, à, mọi người biết cái này nghe, nó rất là à, cool khi chúng ta được người ta chia sẻ nhiều quá thì mình được earn media, đó, thì khi mình được earn media xong mà được tăng audience right xong là mình giảm một tiền media vì sao anh bữa dùng cái chữ là giảm tiền media bởi vì sao trong các bạn nào mà học cái lớp của anh bữa dạy về đi tàu IOC á thì sẽ học kỹ cái phần này nè tức là ngày xưa đó, chúng ta làm một cái cầm quảng cáo anh bữa gọi dùng chữ là chính dịch á mình sẽ tính toán là mình sẽ mua sống của nhà đài một tháng hay là một quý ba tháng để chạy trong một cái à, trong một cái chiến dịch ba tháng mình mua hết là bao nhiêu tiền sau đó là mình sẽ tiếp tục mình mua trên mình tính là mình sẽ bỏ ra 150 triệu để chạy trên tất cả những trang social như là Facebook hay là Zalo uh, hay là bất uh, social media như là kênh 14 ví dụ vậy nhưng mà khi chúng ta thấy được rằng là mới chạy có 3 ngày quảng cáo thôi cái phim nó vừa lên trên YouTube 3 ngày thôi mà được một triệu view một triệu view organic nha tức là mình tốn một ngày để chạy trên YouTube hay là mình tốn chừng 3 ngày chạy trên chạy trên YouTube nhưng mà cái lượng mà người ta cái lượng mà mình đã bỏ ra bỏ tiền ra để mình chạy trên YouTube á mình nhắm tới là à, một lý như vậy là sẽ được bao nhiêu view là mình nhắm tới là công ty media họ sẽ cho bạn một cái bài toán về KPI là ba ngày chạy đó sẽ được bao nhiêu view là họ commit mình tới bạn luôn nhưng nếu bạn chạy mà bạn nghĩ là à sau đó mình sẽ có một cái một một cái bài khác là mình chạy ba ngày sau đó là bao nhiêu tiền nữa ba ngày sau đó là bao nhiêu, bao nhiêu tiền nữa tức là nó có nguyên một cái lộ trình media đó tụi anh bữa làm á, là nó sẽ có theo một cái lộ trình là roadmap là lộ trình truyền thông mà sẽ tính là Tuần uh, uh, từ đầu tiên Tuần thứ hai Tuần thứ ba mình chạy media bao nhiêu một ngày mình chạy bao nhiêu tiền một tuần mình chạy bao nhiêu tiền hai tuần là bao nhiêu tiền một tháng là bao nhiêu tiền ví dụ vậy mình có một cái để mình có một cái số tổng là nếu chúng ta đi hết một cái bài này trong một cái chiến dịch đó mình tốn bao nhiêu tỷ đồng đó là có gọi, gọi là kế hoạch gọi là, gọi là, kinh phí dự trù kinh phí nó giống như là break down cái cốt rõ ràng luôn nó không còn là estimate nữa mà nó gọi là break down cốt rõ ràng luôn nhưng nếu lỡ lỡ mà xui xui đi cái phim đó nó hay quá được nhiều người xe quá nó đạt hơn kỳ vọng của chúng ta bắt buộc mình phải ngồi họp liền là bây giờ nó hay quá mọi người tự động nó chạy được rồi mình giảm tiền media xuống mình cắt ở những cái tuần thứ hai thứ ba đi, bởi vì mới có một tuần à, mà con số gần đạt được mà bằng những gì mà mình đã mình đã gọi là plan cho hai tuần rồi, thì mình giảm tiền media xuống. Bởi vì nó nhờ cái cộng đồng mạng chia sẻ, nhờ, nhờ tất cả cá nhân, trang group, báo chí chia sẻ, chúng ta được quá nhiều earn media, thì lúc này mình sẽ ngồi xuống. Mặc dù mình 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 mình, mình plan là mình sẽ chạy media trong ba tuần, một tuần mình chi bao nhiêu tiền, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống ngay từ đầu tiên để giảm tiền media của tầng thứ hai và tầng thứ ba đi, bởi vì nó đạt con số quá khủng khiếp về mặt ơn media, về mặt awareness, mọi người hình dung ha. Rồi nếu trong một cái quảng cáo, các bạn ở đây có rất nhiều uh, anh chị là các uh, thầy cô là giáo viên hay là bên phía bên uh, khách hàng là là, là 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 về marketing thì cái tại sao chúng ta cần phải có nhiều earn uh, media, uh, cần phải có nhiều awareness, cần phải có để làm gì à? giúp bán hàng thôi, giúp bán hàng thôi. Tất cả dòng sông đều đổ về biển cả hết, tức là tất cả các chiến dịch về mặt marketing, dù mình có làm uh, build một cái brand love, tình yêu thương hiệu, uh, mình có làm một tốt câu chuyện về mặt awareness cho thương hiệu, thì cũng để bán hàng thôi. Chúng ta không có ở đây làm, làm, làm từ thiện, Đó, để bán hàng thôi. Thì chúng ta làm tốt cái vai trò này thì giúp đỡ được cái phần là bán hàng bán hàng rất là rất là tốt lúc là người ta biết về thương hiệu là người ta sẽ có một cái là tốt up my ghi chúng đầu họ về cái về cái brand đó về cái thông điệp quảng cáo đó về về cái campaign đó, đó. rồi bắt đầu họ sẽ có cái nhớ mà cái nhớ đó rất là quan trọng nha nó, nó, nó sẽ theo chân họ vào trong cuộc sống của họ ít nhất là trong hai tuần hay ba tuần as long as chúng ta còn chạy quảng cáo là nó còn bị lặp lại nó còn tấn công họ trên nhiều kênh khác nhau bởi vì chúng ta đang trong cái thời đại của digital họ không bị approach trên youtube thì cũng bị vô qua bên facebook họ không bị facebook cũng bị qua bên tiktok không bị tiktok cũng bị qua tất cả những cái trang khác những cái trang về giải trí online có tv online bị đập hết có nghĩa là chúng ta cần ha tiếp cận người tiêu dùng trên rất nhiều kênh khác nhau bởi chúng ta đang trong là trong digital thì chính vì thế chúng ta đẩy tốt khi nào về mặt awareness thì người tiêu dùng sẽ bị người sẽ bị xoay vòng bởi chúng ta thì nó sẽ nhớ cho người tiêu dùng cho nên khi họ có họ sẽ có cái hành vi mà mua hàng đó thì họ đã bị tiếp cận về mặt truyền thông họ bị tiếp cận về mặt marketing thì tới cái vấn đề mua hàng là nơi chúng ta chốt deal họ sẽ mua hàng của chúng ta đó chưa kể một số các bạn học về trade marketing nữa còn ghê hơn nữa tức là trên marketing là gì? Là cái chỗ để chốt bài mình đi mình đi mình đi, mình đi tất cả trên, trên 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 truyền thông trên 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 digital nhưng chúng ta không làm tốt về trên marketing là là mình sẽ rớt nữa thì mình sẽ có một bài một bài về trên marketing ha thì cái viral clip hay là cái tvc nó là gì nó hỗ trợ về mặt nhận diện về mặt nhận biết về mặt tiếng vang về mặt hình ảnh về mặt thương hiệu về mặt sản phẩm trên mặt trận truyền thông và sau cùng nhất tất cả các brand đều muốn là cái brand lớp vì sao các brand cần một cái brand lớp có nghĩa là một năm nó có bốn quý một quý nó có ba tháng thường á anh bưởi làm á là sẽ làm một cái campaign ba tháng nhưng sau đó là mình off campaign mình không có làm liên tục được một năm mình chạy chừng hai campaign là hết rồi sau đó là mình chạy nhắc nhớ thôi vậy thì làm sao mà khi chúng ta off campaign tức là không chạy quảng cáo nữa nhưng người ta vẫn nhớ tới cái câu chuyện đó nó có duyên nó hay người ta nhớ cái thương hiệu đó nhớ cái thông điệp đó nhớ cái phim đó nó âm vang nó âm vang nó tạo một cái dư chấn dư chấn nha mọi người chứ không phải là sang chấn nha dư chấn một cái âm hưởng trong lòng của người xem quảng cáo để họ để họ làm gì họ yêu mến thương hiệu đó lúc đó chúng ta không làm quảng cáo nữa, chúng ta chưa có một cái campaign mới nhưng họ vẫn đi mua hàng, cái là sale vẫn bán tốt ở những tháng sau khi campaign kết thúc. Đó chính là nhờ cái âm hưởng của cái quảng cáo đó người ta yêu mến cái brand đó, đó là cái mà anh bữa rất là thích làm, đó là cái cuối cùng đó, là chúng ta build một cái brand lớp để khi khi chúng ta không còn chạy quảng cáo nữa mà người ta vẫn yêu mến cái brand đó, người ta quay lại người ta tiếp tục mua hàng. Đó, thì đó là năm cái. Uh, À, lợi ích của viral trong thời đại số ha à, mà nói chung á là cũng không phải là của viral nữa bởi vì viral là một phần của câu chuyện truyền thông đó viral là một phần của tất cả những cái thông điệp những cái idea mà được kể lễ trong cái uh, campaign đó nhưng viral là cái nó dễ nó dễ cho các bạn uh, làm làm truyền uh, thông làm làm quảng cáo làm, làm làm sáng tạo là bởi vì bạn có đất để bạn để bạn dùng vỏ bạn có đất để bạn kể lễ một câu chuyện hài hước hay là bi thảm hay là giật gân hay là drama để làm gì tạo cái buzz tạo cái sự chú ý cho cho người ta để tăng cái uh, nhận biết của bạn ha rồi vậy thì ở bây giờ mời các bạn xem là sự khác nhau uh, giữa viral và tvc quảng cáo nha uh, cái phần này rất là thú vị bởi vì bây giờ nó có một cái sự gọi là gọi là uh, tvc mà cũng được viral luôn nhiên mà nếu làm hay vẫn được viral luôn Đó. và một số các bạn đã hiểu sai là là viral nhưng mà không có bị không được không có được viral là một số bạn đã bị hiểu sai à, chúng tôi anh bữa sẽ phân tích cho các bạn sai ở cái chỗ nào chúng ta không hiểu hết Vì chúng ta không hiểu hết được là để nó viral thì phải làm cái gì để một số bạn á chúng mình sẽ anh sẽ anh sẽ giúp các bạn làm rõ cái phần này nha rồi À, bây giờ mà xem trước mắt là à, uh, vai là sự khác nhau giữa vai và TVC nha bây giờ mà xem một cái vai rồi trước để mình hiểu vì sao cái này nó gọi là vai rồi mà đây là một cái cây uh, rất thành công về mặt vai rồi ha mọi người giờ mà các uh, các bạn cùng xem nha bên môn tập vẽ con bị kém nhất lớp nhận ra, ra con không dẫn ba đường bước mừng chắc con nó đau dưới tay bà rồi bà con nhớ không để con chân hầu tập tành chất kê thô rồi té u đầu mẹ hết chân nhận ra, ra, ra con không dẫn ba đường bước mừng cũng đâu con bị cấm cùng luôn rồi chia tay con là Ghiền Mì một đứa ngốc Nếu con đam mê không bỏ ba những tốt mong cho con ra cho rồi ngày con dẫn về dù con cuối cùng chẳng đưa đến nhau dù giàu có hay là lúc cho con không giống ba từng ước mong nhưng ba chưa từng trách con một lời ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực đời này không có con sư tử nào có cánh. nhà tôi có một con này hôm nào cô rảnh tôi tới đây tôi cho cô coi À, rồi à, xin trở lại ha cái vì sao cái này là cái anh bưởi à, mang vào đây để chia sẻ cho các bạn bởi vì à, nó là cái vai đó nó là một cái phim ngắn à, nó vai thì nãy anh bưởi có nói ha à, nó là một cái format, mát là một cái à, short phim tức là một cái phim ngắn đó và cái vai nó hay là ở chỗ là câu chuyện à, quan trọng đó là câu chuyện à, đây là một cái phim nói về ngày của cha thì à, cha như thế nào mà mọi người thấy không cái vai trò của người cha đối với người con như thế nào câu chuyện này rất là cảm động mà tôi thu, thu, thu được rất là nhiều nước mắt của chúng ta à, chúng ta thích quá chúng ta chia sẻ thôi để nó hay thật nó phi trợ rất là nhân uh, văn nhạc và kể qua dạng là music video đó và nó kết hợp rất là nhiều loại nhạc nhạc đồng giao của ý nhạc nhân ca của ý nhạc của Việt Nam uh, và nó có rất nhiều những cái uh, cái suy nghĩ về mặt tâm lý người tiêu dùng về mặt insight cái cuối cùng câu chuyện đưa, đưa, ra là gì hãy sống như ý tức là sống theo ý mình là tốt nhất đó thì hồi nãy anh có, có, có có chia sẻ ha mình phải làm sao đó mà cái đặc biệt các bạn nhớ là cái hay là gì nó không có thương hiệu nó không có quảng cáo một cách gọi là À uh, À, quá à, quá à, bị quá cầm mơ sổ mọi người tức là nó không làm cho cái 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 người xem cảm thấy là bị à, à, quảng cáo vô trong 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 đầu bị nó không phải là TPC à, TPC làm thấy là gì à, uống là phải đưa cái chai có cái logo chì ra ngoài bự lên à, phải uống đi rồi phải nhìn cái chai đê mê đồ hay là à, cái xe chạy là phải có logo của cái xe xong rồi xe chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại hai mấy vòng đó là quảng cáo đó là đó là đó là, là TPC à, thì cái viral nó hay ở chỗ là nó nó cái cái sự liên quan hồi anh anh có chia sẻ mà coi những cái yếu tố mà để hay đó tức là nó có có sự liên quan tức là người dùng những cái người dùng là những cái gọi là mình hỏi mình mình nhớ anh Bự có chia sẻ là những cái nó gọi là primary không tức là người dùng số 1 hay là secondary là người dùng thứ hai không thì coi cái phim này cái người dùng số 1 đó là những cái người con mà sẽ nhớ cha của, của mình sẽ lo cho cha của mình đó bởi vì đó là ngày của cha mà ngày mà để chúng ta tưởng nhớ hay là chúng ta uh, uh, nghĩ về cha thương về cha Đó là cái ngày chúng ta nghĩ về cha của, của chúng ta thì cái người đó là cái người gọi là cái tẹp chính cái đối tượng chính chúng ta cần phải đọc cũng là chúng ta cần phải tiếp cận để kể câu chuyện về ngày của cha ai ai sẽ là người uh, thương cha mình ai sẽ là người lo cho cha mình ai sẽ là người mà uh, uh, nghĩ về cha mình ai sẽ là người tôn vinh của cho, cho cha mình trong ngày trong ngày của cha đó là người con đúng không đó thì khi đó cái yếu tố thương hiệu nó phải được lưu mờ đi nó phải được kể lễ lòng ghép khéo léo đi bởi cái vai trò của cái người sáng tạo nhà tôi có con sư tử, sư tử có cánh nè tới đây cho rồi tôi cho cô coi đó là thương hiệu đó các bạn các bạn thấy có cái cái logo không là cái con sư tử có cánh được lòng ghép rất là khéo léo à, và cái cuối cùng là gì à nhờ cái phim này thì các bạn nào mà có coi clip của anh bữa chia sẻ trên mạng về cái content 3H á mà sẽ hiểu được cái vai trò của cái này là cái hero content tức là content hero yeah. content hero là làm cái clip để nó tạo một cái awareness trên thương hiệu sau đó sale nó đi sau sale nó đi sau để nó gọi là à bạn hãy mua bảo hiểm cho cha mình đi mua, mua bảo hiểm của ai của thương hiệu generally đó là cái việc sale nó đi sau thì cái viral này đóng một cái vai trò là mở đường mở đường đi trước tạo earn media tạo awareness tạo brand love để cho sale đi sau để bán hàng người mới hiểu rõ cái này nha thì mình phải làm sao đó để cho người ta coi sao mà người ta phải phải à, phải phải chia sẻ phải lan tỏa và nó phải hay nó phải có ý nghĩa nó phải có nội dung nó được kể khéo léo hấp dẫn lôi cuốn kịch tính có hết không có thì nó mới bay đồ được đúng không đó thì đó là cái yếu tố mà để cho một cái phim nó viral mà nó vẫn chuyên chở được thông điệp của brand nha là sống như ý ha đó là cái viral nha mọi người bây giờ mình có tiếp một cái tc si nha tc si. thì đã nói tc si rồi á thì khi chúng ta làm tc nó si, nó chỉ có hai cột mốc thời gian thôi một là 30 giây hai là 15 giây không có ai là một phút cả bởi cái tiền mà mua sống mắc lắm cái tiền mà mua giờ cực kỳ mắc những cái đài lớn như là VTV hay là HTV à, Vĩnh Long Anh nắng cực kỳ mắc đặc biệt là những khung giờ vàng vài trăm triệu một lần một lần phát quảng cáo là chuyện bình thường ha à, mà chúng ta phát một lần là đâu có phát một ngày đâu chúng ta mua một cái gói cả tháng một chục tỷ cho cho HTV là chuyện bình thường các bạn Hả, à, cho nên chỉ 30 giây thôi và họ sẽ có một cái các bạn nào mà học những cái lớp của anh bữa sẽ biết các đài rất là nhiều cái à, đừng dạy rất kỹ là vì sao chúng ta e 30 giây khi nào chúng ta phát hành 30 giây khi nào phát hành 15 giây và khi nào 6 giây chứ không phải là dập dập 30 giây hoài không có ai chịu tiền nổi ở đâu tiền nhiều lắm bạn bán từng chai nước có 10.000 thôi bạn bán từng sản phẩm bao nhiêu tiền để, để đủ tiền chạy một cho một tháng hai tháng media mà lúc nào có 30 giây đó đó là cả câu chuyện gọi là media plan là chiến lược media nữa kìa Ha. nhưng hôm nay mình không nói về câu chuyện đó hôm nay mình nói về câu chuyện là vai rồi thôi và chúng ta đang trong một cái slide là khác nhau giữa vai rồi và TVC ha bây giờ mình coi các bạn được coi vai cái uh, clip uh, vai rồi rồi đúng không giờ mình coi TVC nha một cái màu nó khác liền TVC là khác liền TVC là có 30 giây nhanh dồn dập thương hiệu thương hiệu sản phẩm sản phẩm đó là TVC thì mọi người coi nha Công, việc nhiều, công việc chơi.

Thông điệp là uống cho ngày thêm nhẹ. Ô long, tim lết. ràng về mặt brand. Thông điệp của sản phẩm. Về mặt chức năng sản phẩm là, là cái gì. Rồi logo phải như thế nào. Đó. rõ ràng. Đó là cái vai trò của ITVC uh, ha. Nhưng. Hiện nay á. Một số cái bây giờ sự phát triển của digital. Đặc biệt là Internet TV. À, mình có Youtube nè. Mình có, LC, uh, mình có trong thang máy, trong tháng máy mình, có, uh, mình có LCD nè. Đúng không? Thì chúng ta có thuật ngữ mới là ITVC. ITVC á là để phát tất cả mọi kênh trừ từ trừ cái truyền hình đó. thành thử ra một số khách hàng bây giờ họ không có đi trên truyền hình nữa, họ không đi nữa, họ đi ITVC. Tức là họ phủ cho tất cả những nền tảng digital, trừ truyền hình ra, bởi truyền hình quá mắt. Truyền hình vẫn mắt các bạn. Truyền hình mặc dù bây giờ mình thấy là thời buổi của uh, digital, thời buổi của người ta xài uh, smart TV uh, có internet mà truyền hình vẫn mắc cho nên người ta chuyển sang dùng ITBC ha thì ai là quy tắc cổ chữ là internet cho nên khi mình dùng ITBC á, thì mình làm cái phim dài hơn cái phim mình làm 45 giây một phút là chuyện bình thường thậm chí là 90 giây là chuyện bình thường bạn hai gì bạn xem cái phim này nha Lắc lắc này là lắc khỏe rơi Tâm xấu này cho cuộc đời mới Căn nhà đẹp với chiếc xe hơi Bà con phía sau vui lòng đời Lắc gì đó con? Lắc lắc đi làm gì? Lắc lắc coi đi xì Cứ lắc xì là chút quà Cứ lắc xì là chút tiền ấy Sao lùng đủ tám mộc quý Kim mộc tiêu hóa của bó thọ đến bạn tỷ lắc đều tay vào trong chỉ cả đống quà ba trăm tỷ quà ba trăm tỷ hả cô lắc với lắc lắc nghe làm gì lắc lắc có lì xì cứ lắc xì là chúc quà cứ lắc xì là chúc tiền tỷ tham gia ngay trình viên mùa mùa từ ngày hai mươi tám tháng một tổng giá trị giải thưởng lên đến ba trăm tỷ đồng đó bài nó dài không nó dài lắm nó dài hơn cái ba mươi giây của chúng ta phát hành trên uh, à, à, TV ha rồi, thì đó là sự khác nhau giữa ba uh, khác giữa khác nhau giữa uh, viral và TBC. Các bạn thấy nó rõ ràng đúng không?